Giáo hội Úc mời gọi các tín hữu sống Giáng sinh nghĩ đến các nạn nhân của nạn buôn người. Ban giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo Úc Catholic Mission mời gọi cộng đoàn các tín hữu trên khắp đất nước đón Giáng sinh bằng cách suy tư về tình trạng nô lệ thời hiện đại và nạn buôn người. Giám đốc Catholic Mission của Tổng giáo phận Perth nói, khi chúng ta có thể đem vấn đề này ra ánh sáng, thì cơ hội để thay đổi tình trạng này càng lớn. Mỗi năm, các chủ đề chúng tôi chọn để suy tư không chỉ nhằm truyền cảm hứng, mà còn để khuyến khích và mời gọi hành động cụ thể. Chủ đề được lấy cảm hứng từ khía cạnh tâm tối, nhưng hướng đến niềm hy vọng Giáng sinh, nhấn mạnh đến trải nghiệm của những người bị gạt ra ngoài lề, bị áp bức và dễ bị tổn thương trong thế giới hôm nay. Với chủ đề về tình trạng nô lệ thời hiện đại, Catholic Mission đã dành sự kiện hàng năm suy niệm Giáng sinh mang tên Người nô lệ là anh chị em tôi, được tổ chức trực tuyến trong những ngày này theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Úc nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề này. Giám đốc Catholic Mission của Tổng giáo phận Perth nhấn mạnh, Đức Thánh Cha nói rằng việc loan báo tin mừng hiệu quả không đạt được bằng chiến thắng trong các cuộc tranh luận, nhưng bằng cách thể hiện một điều gì đó tốt đẹp. Và tiền đề suy tư của chúng tôi chính là điều này. Qua một sự kiện tụng vụ thánh nhạc xen kẽ với thánh kinh và các câu chuyện, chúng tôi đã thu hút sự chú ý về tai họa của nô lệ hiện đại và nạn buôn người. Năm nay, các hội giáo hoàng truyền giáo Úc hỗ trợ các dự án của một số hội dòng nữ dành cho phụ nữ và trẻ em sống sót sau nạn buôn người, những người được tạo cơ hội giáo dục và đào tạo chuyên môn. Được thành lập tại Sydney vào năm 1847, Catholic Mission đóng góp vào việc tài trợ và hỗ trợ các dự án và sáng kiến do các giáo hội ở châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ trong các lĩnh vực như đào tạo linh đạo, chăm sóc mục vụ, giáo dục, y tế, các chương trình vệ sinh và nông nghiệp.